Mấy đứa hay nói chị là chị không có bạn bè gì hết. Chị gái của em, người hướng nội. Ngày hôm nay là em sẽ cho chị cái lòng chị nó mở ra bự hơn nữa. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Đại, tôi đến từ Đức. Xin chào quý vị và các bạn. Ok, ok, I know, already too much Vietnamese, right? Loại cá nào không biết bơi bắt đầu. Chặt chết. Thôi học. Cũng không biết nữa, cá đó cũng được. Anh Huy Khang là nhà sáng lập ra cái nhà hàng. Và nhà hàng đó có chứa cái món ăn đó. Bán. Chứ không có chứa. Bên trong cái lòng bàn này là cái nguyên liệu gì? Cùng nhau mở nào, 2, 3. Xin chào Vietnam. Xin được chào đón tất cả mọi người đang đến với Nhập Gia Tùy Tục. Ở Nhập Gia Tùy Tục, gia đình của tụi em cái gì cũng có. Đến đây chúng ta sẽ được vui chơi và đặc biệt là tham gia nấu những món ăn truyền thống, để rồi từ đó hiểu hơn về văn hóa và con người Việt Nam. Quỳnh Lập đây rất là tự tin vì bản thân mình tuy là không giỏi tiếng Anh, nhưng mà mình có sử dụng hết tất cả những cái hình thể, những cái tư duy, những cái sự hoạt ngôn của mình, cố gắng diễn tả làm sao để cho những người bạn nước ngoài hiểu ý của mình và hiểu những gì mình nói. Tính ra ví dụ mà mình á đi gặp gỡ những người bạn trong nước đi mà mình khoe là mình có nhiều bạn bè quốc tế đó, có đó cũng oách dữ lắm nha. Đúng rồi, gia đình của mình á mang đến rất là nhiều những điều thú vị cho những người bạn quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Nhưng mà bản thân là chủ nhà mình cũng được rất là nhiều thứ. Ngày hôm nay giới thiệu đến cho tất cả mọi người hai người bạn rất là dễ thương, đó chính là Đại ơi và Tina. Đây là Đại. Anh Đại nè. Yeah. Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Đại, tôi đến từ Đức và tôi sống được ở Việt Nam 5 tháng rồi. Tôi là một người sang tại Mười Dung, là tôi là người Mão và tôi cũng dạy tiếng Đức nữa. Những nơi tôi đã đến ở Việt Nam như Vinh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hà Nội, Đà Nẵng. Vui ạ, đi đâu nữa không? Chắc hết, chắc điều tôi yêu thích nhất ở Việt Nam chắc là món ăn, bởi vì món ăn ở đây ngọt và dè đúng không? Thích tính cách của người Việt Nam, vì tất cả mọi người rất là dễ tính, vui tính chơi và luôn luôn thích nói chuyện với tôi. Tôi rất quý người Việt Nam, nhưng mà không quý con mũi Việt Nam đâu. Ca đêm ca ngày rất là mệt mỏi và không đi ngủ được. Lý do tại sao anh có tên là Đại mà đặc biệt là lại là Đại ơi nữa? Em vẫn còn một tên khác là Maximilian, là Maximilian. Ý là kiểu là to ấy, là to. Bạn bè của tôi ở Hà Nội bảo là ok, bây giờ mình chọn một tên Hán Việt. Em thấy tên Đại rất hay, nó là từ Hán Việt rất là ý nghĩa. Chứ bây giờ mà về Việt Nam đặt từ tên là lớp to, tên bự nó kỳ. Tên bự ơi. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao có chữ ơi phía sau nữa ạ? Bởi vì tất cả mọi người luôn luôn là Đại ơi, Đại ơi, Đại ơi, Đại ơi. Thật ra có rất là nhiều ngôn ngữ trên thế giới, tại sao lúc đó mình lại chọn học tiếng Việt? Ở bên Đức có vài trường này, họ có tiếng Việt và tiếng Thái vân vân như thế. Và học một tiếng mới là một trải nghiệm mới. Trước cả hai đi du lịch ở đây, bắt đầu học tiếng Việt cho vui thôi. Nhưng mà học tiếng Việt và Đông Nam Á thì thoải mái. Anh Đại ơi, anh Đại cảm thấy học tiếng Việt khó không? Khó mà. Ờ, khó mà nói chuyện quá trời lưu loát luôn. Nói chậm lắm. Thì thoảng kiểu tôi cũng nói khá là nhắn. Vẫn hiểu được không? Dạ hiểu, nhưng mà rất là ngỡ ngàng. Thế à? Mà anh nói tiếng Việt như là anh ở đây mấy năm rồi. Ừ, anh rất là hoạt ngôn tiếng Việt, nói chuyện nhanh y như là em là người bản địa luôn á. Nghe anh nói chuyện bị cuốn á. Thầy cảm giác cho nên mình đang tiếp người Việt Nam về nhà của người Việt Nam. Đúng mình vậy đó. Chỉ mới đến một cái môi trường sử dụng tiếng Việt trong vòng 6 tháng mà có thể nói nhanh và cả nhấn nhá, phát âm cũng khá là tròn vành rõ chữ như vậy. Thật sự là có năng khiếu về ngôn ngữ. Nhưng mà phải có một điều nữa là cái biểu cảm của ảnh rất là giống người Việt luôn. Thế à? Thế à? Đúng rồi. Tina thì cứ nghĩ là bạn nước ngoài, anh Đại ơi thì cứ nghĩ là người Việt Nam, nhưng hoàn toàn ngược lại. Anh Đại ơi, với lại bạn Tina là khi mình về Việt Nam sống 6 tháng hay là ở trước đó nữa rồi? Thật ra là trước đó là hai người đã nói chuyện nhưng mà chưa có gặp nhau. Sau đó là có cơ hội là em qua bên Berlin diễn thì bạn cũng trở về Berlin thì hai người gặp nhau. Xin được chào đón sự xuất hiện của Mikachu và Uyển Chi. Ôi ôi,
Xin chào em. Hey, hello there. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với... Okay, I know, already too much Vietnamese, right? I have been learning Vietnamese for more than 4 years. Hello! Hello! Everybody's very friendly, very vui, like we say in Vietnamese, so feel free to come here anytime. What do we need more in life? A banh mi and a cafe. I love exploring Vietnam, and I seize every opportunity to discover this amazing country. Thank you so much for watching us and hẹn gặp lại. Hello mọi người, chào các bạn. Ủa gì vậy? Đây là kiểu giao lưu. Đáp lại, slay. Mà bước ra mang một cái năng lượng rất là vui, rất là tươi, rất kiểu mà sảng khoái đó. Và rất là sang nữa, không có ai mà cầm nước hoa mà xịt giống như xịt quán vậy cơ. Thật sự là xịt phòng hay là nước hoa? Cái này là nước hoa. Nước hoa của Pháp. Nước hoa sao mà xịt nhiều vậy? Tặng cho các em. Thấy không chỉ có nước hoa xịt mà hình như là ở phía Uyển Chi là còn có một cái con búp bê Nga nữa đúng không? Búp bê Nga rất là đặc biệt bởi vì không có một búp bê mà có rất nhiều búp bê. Phụ nữ thì thường không có chỉ một cá nhân phụ nữ, đôi khi là mẹ, đôi khi là vợ, đôi khi là chị gái. Cho nên đây là một sản phẩm rất là đặc biệt từ người Nga để nói là phải luôn luôn nhớ phụ nữ của mình một người, nhưng mà thật ra ở bên trong có rất nhiều người. Ban đầu là Lập á cũng có một cái sự suy đoán về búp bê Nga, có nghĩa rằng là nó là một cái sự đủ đầy cho một gia đình, là phải có ông bà cha mẹ cháu chắc chút chích cho nó nhiều, cho nó sơm tụ, cho nó vui. Nhưng mà khi nghe về cái ý nghĩa thật sự về búp bê Nga, mình thấy rằng là đây là một cái sự ẩn dụ nó rất là tuyệt vời, nói về người phụ nữ rất là hay. Nhớ xíu ở chỗ cháy không ăn được nè. Không nên ăn, không tốt cho sức khỏe. Không tốt à? Không tốt, chị trả lại. Còn bây giờ chắc là mình sẽ trò chuyện một chút xíu với Uyển Chi nha. Hiện tại mình làm bên thiết kế thời trang. Mình gặp Mika là tại vì hai người có duyên hợp tác vào cuối năm ngoái. Style của hai người cũng khá là hợp nhau, xong rồi trong công việc cũng khá là hợp nhau, cho nên hợp tác đến bây giờ luôn. Dạ, bạn bè thì đã đông đủ, chúng ta hãy cùng đến với liên hoàn các hoạt động cực kỳ thú vị tại Nhập Gia Tùy Tục. Xin mời. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nguyên liệu bí mật phục vụ cho món ăn chính của ngày hôm nay mà hai bạn nước ngoài lát nữa thôi các bạn sẽ trở thành những bếp chính, những người nấu lên thành phẩm từ nguyên liệu đó. Khoan xí đi, thấy bà chị em mình giống bà cái này quá. Nguyễn Chi ơi, Nguyễn Chi có thấy này, cái bộ sưu tập này nó có hợp lý không? Khoan đã, nhưng mà sản phẩm này mà đừng giấu hãy thể hiện một cái tinh thần, một cái gương mặt thoải mái vào. Nếu cần nước hoa thì mình cả ở đây nha. Mỗi nhóm bạn của chúng ta sẽ chọn một trong ba chiếc mâm này. Ok, phụ nữ đi trước nhé. Ok, bắt đầu đi cũng thoải mái luôn á. Ủa, tâm linh cho dung dùng năng lượng, năng lượng cảm nhận năng lượng. Hay quá. Ê, đây là gọi là gì? Người phụ nữ mùi. À, cảm nhận về mùi hương. Mikachu đã chọn cái lòng bàn này. Mình có một câu ở bên Đức, nếu mình không biết chọn gì ấy, mình luôn luôn bảo lại. In a minute, Mr. Soppet in the kister, in a minute, Mac on doom this back. In a minute, Mr. Soppet in the kister. Nhanh hơn, quá chậm. Nhanh hơn. 2, 3. Cái này, giống bên mình là sushi hộp mít lùi cho ăn no té. Đó rồi, ăn no được rồi. Vẫn là cái này. Ăn no rồi, tới ăn no được rồi. Mình sẽ bắt đầu mở xem coi là bên trong cái lòng bàn này là cái nguyên liệu gì. Cùng nhau mở nào, 2, 3. Chưa. Phải mở thêm lần nữa. Nhưng mà thơm. 1, 2, 3. Nước mắm, nước mắm bình thường hả? Nước mắm bình thường.
Nhưng mà Mika với anh Đại có ăn nước mắm của Việt Nam được không? Được. Được á. Qua giỏi á. Còn em thì sao? Em uống luôn. uống đi. Ở lần đồ nữa. Không say không về. Không say không về. Ngư dân á, khi mà người ta muốn lặn xuống để mà người ta bắt cá mà lạnh người... quá, lạnh quá, không lạnh mà trời lạnh quá, nước lạnh quá là người ta sẽ uống một cái chung nước mắm với lớn để cho nó nóng, nó giữ ấm cho mình. Dạ. Đây là sự lựa chọn của anh Mizurira, anh Đại ơi. Hai ba. Hai ba. Hai ba. Cái này là... Là gì vậy? Mầm tôm đúng không? Đúng rồi. Nước yêu thích ở Việt Nam. Ăn rồi nhưng mà kiểu nếu mình bắt mồi như thế thì ăn được. Kiểu cảm giác thì cái này không phải là một nước mình ăn được ấy. Nhưng mà ăn thử thì ok, một xíu rượu hơn cái hương thì ok. Bây giờ mình sẽ thử lựa chọn của gia đình em nha. Đây là Ủa gì vậy? Ok, đây là nước Ôi, chắc mình gặp chưa thấy cái này hả? Chưa thấy, chưa gặp nhau. Gia đình em thiếu khách mà, chuẩn bị bún thì mình có thể thử. Mình trải nghiệm luôn hả? Dạ, ở đây luôn. Hay quá. Mikachu, chị uống chi cũng muốn thử không? Ô, Mikachu muốn xem thôi, xem là đủ rồi. Ở trên ạ, ngon thế nè. Trời ơi, cứu tôi. Mà ngọt giống như biển luôn. Như biển luôn. Ăn một cái như uống một cái đại dương. Xin phép được chính thức công bố nguyên liệu chính dành cho món ăn tại Nhập Gia Tùy Tục hôm nay. Đó chính là mắm tôm. Mắm tôm. Đi về. Dương mà chưa có được về đâu. Chưa được. Sẽ đến với liên hoan các hoạt động vô cùng thú vị ở Nhập Gia Tùy Tục. Hãy cùng đến với hoạt động đầu tiên. Đến nhà. Trong hoạt động đến nhà của Nhập Gia Tùy Tục, chúng ta sẽ có hai chặng. Chặng 1, xoắn não líu lưỡi. Chặng thứ 2, tay làm hàm nhai, sẽ là một liên hoàn rất nhiều các hoạt động thể chất. Và chặng đầu tiên đó chính là xoắn não và líu lưỡi. Chúng ta sẽ có 3 câu hỏi liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa đại chúng của Việt Nam. Sau khi nghe câu hỏi, nếu như chúng ta có đáp án thì phải đợi khẩu lệnh bắt đầu. Chúng ta sẽ chạy đến đây, giành lấy cái vui, đánh trống, bùm, để giành quyền trả lời. Nếu như trả lời đúng sẽ được một viên kim cương. Còn nếu như trả lời sai, nhóm bạn còn lại sẽ được phép trả lời. Mỗi một viên kim cương thì chúng ta có thể quy đổi giá trị thành tiền mặt tương đương với 1 triệu đồng. Ở cái vòng cuối á, và chúng ta hãy dùng viên kim cương đó để đổi những cái quyền lợi. Cho nên là chúng ta hãy tích lũy càng nhiều viên kim cương thì càng tốt. Mọi người đã hiểu hết luật chơi chưa ạ? Hiểu. Sang. Bắt đầu. Trong số các loại cá được liệt kê trên màn hình, loại cá nào không biết bơi? Bắt đầu. Bắt đầu. Trời ơi, tuy là mặc một cái chiếc váy rất là túm nụm nhưng mà chạy rất là nhanh nha. Chị Chi đã thiết kế bằng cách là xẻ ba tà rồi. Và đáp án của Mikachu là gì? Mika. Cá gỗ. Xin lỗi, dạ rồi, không nhớ rõ. Cá gỗ là một câu trả lời. Chính xác. Đây là viên kim cương của Mikachu. Bây giờ thì hiểu hết luôn. Mất một viên kim cương tự nhiên hiểu liền. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Nhìn các biểu tượng sau đây và đoán xem đây là câu ca dao hay tục ngữ gì. Bắt đầu. Hello. Được, bắt đầu. Gió đi. Cá hồng ăn muối cá hư. Ăn muối cá hư. Hey, what? Cá hồng là cái gì? Cá hồng ăn muối cá ương. Cá chết. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư. Đọc theo Tina nè. Ok. 6 5
bốn. Muối. Muối. Cá ương. Cá ương. Con cải. Con cải. Con cải. Con cải. Hết giờ. Sa não. Cha mẹ. Hết giờ rồi. Mình hết giờ rồi. Hết giờ. Gõ lại. Ờ. Tài trọng một vùng. Gõ lại. Ờ. Cá hống ăn mươi cá hương. Con cà cha mẹ trong đường cơm hương. Cơm hương là gì? Đọc lại một lần nữa. Con cá không ăn mùi. Con cá. Con cái. Hết giờ. Rất là khó. Khó nói theo, khó nói nhanh như vậy. Và okay. Đáp án chính xác đó là cá không ăn muối cá ương. Con cải cha mẹ trăm đường con hư. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng ở chặng xoắn não liếu lưỡi. Đây là một ma trận chữ cái. Và nhiệm vụ của các bạn đó là hãy tìm ra những từ, cụm từ có nghĩa ẩn đằng sau những chữ cái này. Bắt đầu. Chico, ổn không? Chico, ổn không? Bắt đầu. Chico, ổn không? Ổn không? Nguy hiểm, đàn ông nguy hiểm. Mình có những cụm từ nào ạ? Ẩm thực ở đây. Ẩm thực. Mỹ vị. Đặc sản. Ngon, sòn. Từ có một cái nữa đấy. Tinh túy. Đúng, tinh túy. Tinh túy. Sao hay quá vậy? Thực sự tôi người Việt Nam nên tôi nhìn tôi muốn lòa cả mắt tôi ra tôi cũng không thấy đây nè. Và năm phương án trả lời vừa rồi hoàn toàn chính xác. Gia đình đã họp lại muốn gửi tặng viên kim cương này cho nhóm bạn. Cho nên là mình sẽ phải chơi một cái trò chơi dân gian. Đó chính là quẳng tù xì. Nhóm nào thắng thì được một viên kim cương. Quẳng tù xì. Tại trong tay của Quỳnh Lập cũng như là Buka đang cầm một cái catalo. Catalo này gồm có 5 loại cá. Nhiệm vụ của hai nhóm bạn đó chính là một bạn người Việt Nam đứng tại chỗ quầy bếp diễn tả hình ảnh của con cá nằm trong catalo để người bạn nước ngoài của mình lựa chọn những con cá làm sao cho giống với hình ảnh mà gia đình chúng tôi đưa ra. Khi mà chọn được 5 con cá chính xác với thời gian nhanh nhất thì nhóm bạn đó sẽ chiến thắng và nhận được 2 viên kim cương. Tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh thì các chị biết 3 loại cá thôi. Cá hổi, cá tuna, cá basa. Xong rồi. Giờ mình sẽ quẳng tù xì một lần nữa. Đội nào thắng sẽ có quyền quyết định là mình chơi trước hay là chơi sau. Quẳng tù. One, two, three. Nhóm của Mika chọn, mình sẽ chơi sao. Chơi sao. 3 phút dành cho Tina và Đại ơi, bắt đầu. Con cá màu đen có cái gầu. Con cá một cá nhỏ hay là to? To. To hả? Cái này đúng không? No. Cái này đúng không? No. Cái này gì hơi? Ê, cá đó cũng được, là lấy cá đó cũng được. Ê, to. Ê, bỏ lại luôn. Có gầu. Có dâu, chỉ còn một cây thôi, có dâu má. Đấy. Đúng rồi, đem lại đây. Con cá bự mà màu cam. Đúng rồi. Đây. Làm sao? Đây á. Con cá dài. Dài hả? Dài. Ê, từ. Ê, từ. Không phải. Con cá dài giống như vậy nữa, màu đen. Màu đen hả? Mà nó có bông. Cái này đúng không? Con cá dài mà. Dài hả? Dài hơn hả? Không có. À, có một cái rất nhỏ thôi. No, con cá giống con cá hồi nãy. Cái này đúng không? Từ.
nhìn thì còn con khác không? À, kế bên, con 45 giây. Cá sặc, cá sặc. Cá sặc là cái gì? Cá sặc là sao? Nhìn lúc đầu mình cứ tưởng là sai, nhưng mà không ngờ là may mắn là đúng. Tại cứ cầm cá lên đi, phải là hình dạng không sao? Không, tính ra thông minh đó, cứ cầm lên đi, ok thì... Sao? Trời ơi, không phải thì bỏ xuống. Không phải, bỏ xuống, cá khác. Không phải luôn. Con 10. Tích. Có thể là đúng không? Đây rồi. 3, 2, 1. Hết giờ. Có biết luôn. Nhưng mà cái đó phải lấy đúng cái sặc đó là hay á. Cảm ơn Tina, cảm ơn Đại. Trong thời điểm mà các bạn vô cùng hỗn loạn thì ở đầu dây bên kia chúng ta thấy hai bạn vẫn đang rất tận hưởng cái khoảnh khắc được nghe nhạc. Bây giờ vẫn chưa biết chúng ta đang nói gì luôn đó. Một người nghe nhạc sôi động, một người nghe nhạc trữ tình hay sao á. Đây chắc bạn này là bolero đó. Và bây giờ mình đã sẵn sàng để đến thử thách này chưa ạ? Mình sẵn sàng rồi. Bắt đầu. Con cá dài có bông. Không có râu, không phải. Thật sự mình là người Việt nhưng mà mình cũng không có biết nhiều loại cá đâu. Tức là không phân biệt được các loại cá. Không phải. Rồi tiếp okay. tiếp à. Nó vậy to vậy, màu hơi vàng. Yeah. Oh. Wow. Tiếp à, rồi nhanh quá, nhịp nhàng quá. Màu hơi hồng, đẹp giống như con này, giống khóc. Dẹp màu hơi vàng, không có râu. Yeah. Một khoan cái rung ở ngoài đó. Có phải điều mép không? Con dài có râu. Khoan không? Màu đen. Khoan nha. Chị cũng không biết nữa. Khi mà lấy được con cá đó rồi, bản thân mình còn không tự tin là đúng cái con cá đó hay không nữa. Con này dẹp. Cái vây nó có bông màu cam. Em coi chụp cái vây của nó. Khoan, đúng. Rồi, thời gian còn lại mình có thể kiểm tra nha. Kiểm tra lại. Kiểm tra đi, Nguyễn Chi ơi. Rồi, tranh thủ. Tại sao nhiều râu quá vậy? 3, 2, 1, hết giờ. Như vậy là cả hai nhóm bạn đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình với tay làm hàm nhai. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra kết quả. Con cá đầu tiên của đội anh Đại ơi và Tina đó là cá lằn. Chính xác. Tiếp theo, cá rô phi. Chính xác. Cá lóc bông. Wow. Chính xác, hay dữ vậy ta. À, đây là bạn cá chép. Ôi, chính xác, cá chép luôn. Tiếp theo, cá sặc. Cái tên là đúng hả? Wow. Hồi nãy là anh lấy đại, cái con này là cái con buông ca nhớ là cuối cùng. Nhưng mà cái đó phải lấy đúng cá sặc đó là hay á. Wow. Trên cái bàn cá của chúng ta có hai loại cá sặc, là cá sặc thường và cá sặc răng. Thế à? Nó có sọc. May mắn là chính xác. May mắn đúng rồi, chỉ toàn mình cần may mắn thôi đúng không? May mắn thôi à. Thấy game này rất là thú vị, giải trí. Đầu tiên đó chính là cá lóc bông. Không thể nào sai được. Cá chép. Chính xác. Cá rô phi. Ôi chính xác, cá rô phi. Các bạn giỏi quá. Cá lăng. Có đĩa mép, ok. Có phải đĩa mép không? Con dài có râu. Khoan không? Màu đen. Khoan nha, chị cũng không biết nữa. Ôi chính xác, cá lăng. Chính xác. Và cá cuối cùng là cá sặc. Chính xác. Mời cả nhà Rồi, ai về nhà nấy nha. Thật không thể tin được. Nếu như là Lạp cũng là người Việt Nam, chưa chắc gì có thể phân định được hình dạng của con cá chính xác tới mức độ như vậy. Rất là hay. Và cũng phải cảm ơn hai người bạn đồng hành, hỗ trợ rất là nhiệt tình. Như vậy, cả hai nhóm bạn của chúng ta đều có đáp án chính xác là 5/5. Nhóm của bạn Đại ơi và Tina đã sử dụng trọn vẹn 3 phút của mình. Tuy nhiên, đội của Mikachu và Uyển Chi, khi mà các bạn hoàn thành xong thử thách của mình thì phải còn dư đến hơn 1 phút mới hết giờ. Xin chúc mừng hai viên kim cương dành cho hai bạn. Bây giờ còn chần chờ gì nữa, hãy cùng với chúng tôi vào bếp.
Trong hoạt động vào bếp của Nhập Gia Tùy Tục thì hai bạn chơi nước ngoài sẽ chính thức trở thành đầu bếp. Và chúng ta sẽ nấu một cái món ăn có nguyên liệu chính của Nhập Gia Tùy Tục lần này, đó chính là mắm tôm. Nhưng mà có rất là nhiều các món ăn Việt Nam có sử dụng mắm tôm nha. Đó cho nên là chúng ta phải tìm ra được xem món ăn chính thức của ngày hôm nay là món gì mới được. Bún đậu mắm tôm. Bún thang. Bún riêu. Đại sẽ người bản địa Hà Nội cho nên Đại sẽ nấu ăn một món ăn rất là truyền thống. Bây giờ quá nhiều dự đoán rồi, cả ba anh chị em mình là cũng là những người không quyết đoán nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Mấy đứa hay nói chị là Diễm có bạn bè gì hết. Chị nói chị tự nhận, chị tự nhận không rồi mấy đứa cũng dè biểu chị các kiểu. Không dè biểu, em hùa theo. Đúng vậy. Hùa. Nhưng mà vấn đề là chị có bạn đó. Bất ngờ chưa? Bạn chị đến từ hồi lúc đầu á, mà đứng trước cổng á, là cho đứng tới tận bây giờ. Đúng rồi. Là bạn dữ chưa? Bạn. Tại vì biết sao không? Đứng chờ xem coi nhà mình như thế nào, coi chị sống có được hay không. Chị sống ổn, sống được thì bạn chị mới vô chơi. Còn không được thì bạn chị bỏ đi về. Thật sự là bạn không? Bạn. Để chị ra chị dẫn bạn chị vô, chứ đứng nãy giờ người ta cũng mệt đó. Vậy hả? Chờ chị nha. Xin mời chị. Anh ơi, anh bạn ơi. Ê em mở miếng nhạc cho chị vô bé. Mở nhạc. Cậu Út ạ. Hả? Bạn chị cũng là bạn em luôn á. Bạn chung hả? À vậy tính ra là chị cũng có bạn riêng. Chị có bạn riêng. Cho anh xin hỏi là cái động lực nào mà tụi em mặc đồ đẹp quá vậy, giống nhau quá vậy? Dạ số này phát Giáng sinh. Số này phát Giáng sinh. Ngày hôm nay là nhà tụi em tiếp những vị khách rất là đặc biệt. Đó là hai nhóm bạn. Có lẽ là cái mối quan hệ rộng của anh. Anh đã gặp Pikachu. Cho nên hôm nay có bốn bạn luôn. Bốn bạn. Xin chào Đại nha. Chào bạn. Ngày hôm nay mình nhìn thấy anh Nguyên Khang là mình biết hôm nay mình sẽ làm món gì và ăn món gì rồi đó. Wow. Anh Nguyên Khang là nhà sáng lập ra cái nhà hàng. Và nhà hàng đó có chứa cái món ăn đó. Bán. Chứ không có chứa. Chứa. Vậy chứa lắm. Chị ơi chứa là nó ủng ứ lắm, không có bán được. Chứa là cái bán. Nó nghe nó nên nặng lắm. Nhà sáng lập ra cái nhà hàng đó và cái nhà hàng đó bán cái món ăn đó cho thực khách. Em nhìn anh đó làm thấy món ăn nó hiện lên mặt anh liền luôn. Đúng rồi. Có nghĩa là nhìn anh Nguyên Khang là muốn ăn. Ấy cái gì vậy trời? Ăn cái món đó, ăn cái món. Đúng rồi, ăn cái món đó chứ chạy lại ăn anh. Yes. Anh ơi đó là một sự thành công đó anh. Hay vậy? Em có thấy mà lem không? Thì đó, món ăn mà em nha. Vậy thì ai nhìn thấy anh Nguyên Khang bên cạnh vai trò của một host cũng có thể nhớ ngay đến một cái danh xưng mà cũng đã rất là thành công ở thời điểm hiện tại. Đó chính là nhà sáng lập của chuỗi nhà hàng chả cá Đế Vương. Đúng mà. Câu hỏi của bé Út như sau: chuỗi nhà hàng chả cá Đế Vương của anh Nguyên Khang hiện tại có bao nhiêu chi nhánh? Nhưng mà trả lời đúng có quà chứ đúng không? Dạ đúng rồi, trả lời đúng có quà. Quà sẽ đến từ anh Nguyên Khang. Em đố anh tặng quà. Em thật tinh tế. Thì mình thân với nhau mà. Wow. Cho nên mà mình phải biết cái việc kinh doanh của nhau. Từ từ. Có nghĩa là anh Nguyên Khang sẽ mở có một chi nhánh nè rồi. Hết hai chi nhánh. Chưa. Ba chi nhánh. Em đếm từ từ đó mới tới bốn chi nhánh. Phải tính từ con đường này qua tới đường kia chứ nhiều lắm anh ơi. Em nghĩ là 6 chi nhánh đi. Tại vì 6 là lọc á. 6 chi nhánh thì nó sẽ có lọc về. Chị là bạn của anh Nguyên Khang nhưng mà bạn chưa hết mình. Ủa vậy hả? Tại vì á, 6 chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, còn một chi nhánh ở Hà Nội nữa. Chi nhánh ở Hà Nội ăn đúng mà. Trời ơi, Lập ơi. Dạ. Em chính là em ruột thất lạc của anh. Em chính là em ruột thất lạc của anh. Trời ơi, thằng em của anh. Trời ơi, thằng em của anh. Thật sự á, tại vì em biết là cái món đó nó cũng xuất phát từ ở Hà Nội, ngoài Bắc nữa. Cho nên là em ra Hà Nội là em sẽ kiếm cho mình vòng em ăn. Chưa đi, em muốn lại giành lại cái quyền chiến thắng này. Em biết á, là anh Nguyên Khang là mong men là có dự định sắp mở thêm một chi nhánh thứ 8 ở thành phố Hồ Chí Minh nữa. Nếu điều đó là đúng thì em phải là người thắng. Phải không anh? Như vậy thì đó được cũng là một đáp án chính xác. Vòng vòng em gái ruột giùm em. Em gái ruột, em đi đâu mấy năm nay vậy, anh thất lạc em rồi. Anh trai. Thế thì bây giờ nghĩ sao ta? Hay là vậy nha, Khang có một cái phần quà dành cho ba bạn luôn. Dạ. Có nghĩa là mời ba bạn sẽ có những cái bữa tối tại nhà hàng của anh, được chưa? Dạ, cảm ơn anh Nguyên Khang rất là nhiều. Con bé em đã giỡn đâu làm gì đâu. Dạ, con bé em của mọi người bây giờ sẽ cùng với anh Nguyên Khang giới thiệu món ăn chủ đề ngày hôm nay với hai nhóm bạn ạ. Chúng ta chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Xem. Wow.
mời các thực khách sẽ ngồi vào bàn. Ủa vậy còn tụi em không có được ăn hả? Dạ đúng rồi, tụi em sẽ đứng dòm miệng. Ok, đây là món xuất xứ từ Hà Nội. Và đây là một trong những cái món ăn đã xuất hiện ở trên truyền hình của CNN. Là một trong những cái món ăn phải ăn, must eat khi mà chúng ta đến Hà Nội. Và một trong những cái điều mà khiến Cang quyết định là mang món chả cá này vào trong thành phố Hồ Chí Minh là tại vì món này ngon quá. Những miếng chả cá được làm từ những con cá lăng tươi ngon chắc thịt, được tuyển chọn mỗi ngày, tẩm ướp theo công thức chuẩn vị Hà Thành. Bí quyết bao năm làm nên thương hiệu chả cá lăng Hà Nội trừ danh. Từng miếng cá vàng ươm, thơm phức hòa quyện trong vị thơm của hành lá và thì là. Dùng kèm với mắm tôm thượng hạng Thanh Hóa, lạc đỏ Nghệ An giòn bùi, ăn kèm với bún tươi tạo nên sự kết hợp tuyệt vời. Nhập gia tùy tục hôm nay sẽ mang đến cho những người bạn ngoại quốc trải nghiệm tuyệt vời khi được thưởng thức món ngon Hà Thành ngay tại đây. Giờ thì vào bàn thôi. Đau bụng quá trời. Thế thì cá lăng là loại cá rất là ít xương, cái thịt cá rất là chắc bởi vì nó làm từ những con cá tập gym. Con cá tập gym. Nói chứ thật ra là lấy từ những con cá trên 3 kg. Rồi bây giờ thì Khang sẽ đảo để các bạn thưởng thức món này nha. Khang mời Mikachu trước nha. Cảm ơn em. Đập á không? Ăn. Đây là phòng riêng, đây là phòng của ba đứa mình đó. Ủa em tưởng này rau câu. Rau câu đó em, ăn đi em. Rau câu đó. Tụi em ơi, tụi em ơi. Bốn miếng cá, còn bốn miếng cá. Sẵn tiện anh lấy cái này anh xào luôn nha tụi em. Dạ. Trời đất ơi. Đại ơi. Dạ anh luôn. Hy vọng rằng là với một cái lần trải nghiệm này sẽ giúp cho Đại có một cái ấn tượng tốt hơn. Tốt hơn hả? Mình ăn kèm với rau và bún. Đúng, kỳ tất cả vào nhau thì tốt hơn đúng không? Dạ đúng. Ngon rồi hơn. Thơm quá à. Ngon không Pikachu? Ngon chứ. Đại ơi, chấm rất là đậm đà cái phần mắm tôm luôn rồi. Bạn Đại có vẻ là fan của mắm tôm nha. Fan mắm tôm lâu rồi. Trong không khí vô cùng. Và trong không khí vô cùng sôi nổi, sôi động như thế này thì còn chần chờ gì nữa. Chúng ta hãy cùng đến với hoạt động tiếp theo, đó chính là vào bếp. Và trong hoạt động vào bếp này, món ăn chính của ngày hôm nay đó chính là chả cá lăng Hà Nội. Và trong thử thách này thì chỉ có người bạn nước ngoài sẽ trở thành đầu bếp. Còn người bạn chơi còn lại, chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi trong giây lát và di chuyển lên khu vực ban công thật là đẹp đằng kia cùng với anh Nguyên Khang theo dõi toàn bộ cục diện. Xin mời hai bạn về vị trí của mình. Tina ơi. Dặn kỹ dữ rồi, dặn dữ. Đừng lo gì hết, thì mình có kim cương mà. Số kim cương có thể quy đổi thành giá trị tiền mặt, đồng thời có thể quy đổi như là một quyền lợi để giúp cho các bạn vượt qua thử thách nấu ăn. Mika muốn hỏi là hôm nay các bạn giám khảo và anh Khang muốn mình nấu ăn 100% giống như nhà hàng của anh hoặc là mình làm theo cái style của mình nữa? Bạn có được quyền, bởi vì nếu như mà bạn sáng tạo mà nó ngon hơn thì chắc chắn Nguyên Khang sẽ dành một cái điểm cộng cho cái sự sáng tạo của bạn. Không, anh sẽ mua công thức cái món đó về nhà hàng của anh thêm một món nữa. Mình sẽ hợp tác với nhau. Rồi. Bắt đầu. Lấy đồ đi chợ, đi nhỏ. Lấy chợ. Cả hai bạn sẽ di chuyển lên khu vực siêu thị nho nhỏ. Nói là nhỏ vậy thôi chứ tìm cái gì cũng có, cho đến tất cả các loại gia vị để đảm bảo các bạn mang đến một món ăn, một thành phẩm thật là trọn vẹn. Đại ơi, lấy đại đi Đại ơi. Lấy đại đi anh Đại. Lại luôn. Không nhìn. Đây là bi mắt của tôi. Không nhìn. Đừng nhìn bên đây, được rồi, đừng nhìn đây. Bạn Đại là đã bao giờ vào bếp chưa em? Hình như là chưa. Tôi biết nấu ăn vài món ăn Đức thôi, hay là món ăn Ý rất là đơn giản. Tôi chưa nấu ăn cái này bao giờ ấy. Trên vẫn cảm thấy hơi lạ một tí. Lấy đại đi, thà chưa còn hơn là... Không nhìn. Cái chị này chị đảm đang quá ha. Tới lúc mà chị đi chợ cũng thấy chị rất là thanh lịch. Mikachu rất là chill. Rót ly nước uống, bỏ xuống. Ok, bắt đầu vô tay là... Giả lướt nha. Sang gì đâu. Sang dễ sợ. Uống nước thấm vào lấy năng lượng. Mika đã ăn nhiều lần rồi, cho nên Mika nghĩ là ok, ít nhất mình sẽ nấu ăn một món mà mình quen. Cái món này á
là phải có cả gừng, cả riềng và cả nghệ nữa. Cho nên là phải đủ cái công thức mà bạn này như là lấy thiếu rồi. Mình cắt cá trước thì mình phải sơ cá trước. Tốt rồi đúng không? Bạn ướp cá cho nó thấm gia vị. À từ từ, nhưng mà nếu mình cắt cá trước thì mình vẫn có rau này ở đây và không tốt cho sức khỏe đúng không? Bây giờ rồi, rồi, mình cứ làm đi, Trời ơi, nhanh lên. Bây giờ ông mới cắt cái gì chứ? Từ từ, mình cắt rau trước tốt hơn cho sức khỏe. Ấy là cá nó sống rồi cắt lên cái thớt đó, rồi một lát cắt rau lên nó không có đảm bảo sức khỏe. Bây giờ cắt cá trước đi. Cắt cá ra, rửa cá, rửa làm cá trước. Rửa ở đây hả? Chứ rửa ở đâu? Mình cần cái này. Thì thoảng kiểu tôi chưa hiểu, bởi vì không có những từ vựng cho nhà bếp. Không biết okay, bây giờ tôi phải làm gì, tôi phải dùng gì, tôi phải làm gì như thế. Tôi bớt lời để anh đỡ rối. Bạn rửa con cá nửa tiếng đồng hồ chưa xong. Anh nhìn thấy cái vắt nước thôi là anh biết là có nghề rồi đó. Vắt nước. Em chuyên nghiệp nhà bếp mà. Phải để tôi cứu đại một pha mới được. Gọi lên. Từ từ, ở đây có mùi mắm tôm thì làm việc thi thoảng hơi khó. À, cái mùi mắm tôm này làm cho mình khó hoạt động đúng không? Đúng rồi. Rồi rồi, ok, để giờ đi chỗ khác. Có một người chuyên nghiệp biết nấu ăn, biết giúp tối như thế nào vân vân, cho nên tôi cảm thấy một chút kiểu an toàn hơn. Ủa phải không? Cái tay nha, bạn cắt cái tay anh cẩn thận nha. Dạ. Mika chú đang chuẩn bị bỏ mắm tôm vào trong thịt cá sống. Từ. Không có hả? Chết rồi. Mình nghĩ là mình có thể dùng mắm tôm trước khi nấu ăn giống như cái base để làm sốt. Pikachu có cách riêng của Pikachu. Dạ, có cách riêng của Pikachu. Ok, ok. Mình nghĩ là khi mình nấu ăn, mình không nên sợ để làm cái gì mới, để làm cái gì khác biệt. Cho nên hôm nay mình có dùng khả năng và cũng sự tưởng tượng của mình để làm món chả cá. Đừng nhỏ quá nhỏ. Là sao? Nhỏ cái càng to hơn như thế. Đúng rồi, to như vậy. Nó teo lại. To như thế. Đúng rồi, nó teo lại. Ok, nó nghe nè. Bên nhà bên kia người ta ướp cá rồi đó. Có nhiều quá vừa đó. Rồi rồi bóp đều lên thôi lên. Đúng rồi, massage nó đi, massage đó. Ít thôi. Ôi trời. Mình có thể đi xem bạn này làm gì vậy hay là không được? Có thể. Em lên đại ơi. Giao lưu. Sao chị xem ở đấy? Xem thôi. Giao lưu đây. Chị sợ em hả? Style khác, đây là hay style khác. Mình có muốn qua nhà anh kia coi nhẹ cái không? Không cần đâu. Cảm thấy là bất lực mà Đại cứ không có tập trung á. Anh Đại. Ai hỏi? Anh làm Đại đi, anh đừng hỏi nữa. Là sao? Anh làm đi, anh cứ làm đi. Anh làm đi. Làm đi. Có một câu hỏi thì kiểu... Cứ làm theo suy nghĩ của mình, theo cái linh cảm của mình. Tham vui cứ bỏ qua bên đứng nói chuyện. Mà trong khi đó mình ngồi chơi, mình lo. Làm đi! Linh cảm của mình đi! Làm đi! Thôi làm đi! Mỏng lại! Như thế à? Ừ! Nhỏ nữa! Rồi! Đập! Em quá là yếu, không làm được hả? Không làm được, em yếu quá! Ngồi dưới đất nhỏ! Đúng rồi, làm vậy đó! Chắc không? Làm đại đi! Chắc. Trời ơi! Thì bao giờ làm việc ở nhà bếp như vậy? Chưa biết, thực sự. Ôi! Lửa nhỏ lại. Cần giúp Tina, chuyên nghiệp nhà bếp. 10 phút dành cho Tina bắt đầu. Chị ơi, xin mời Nguyễn Chi. Anh Thiên đã bảo là mình nên sử dụng cái này và sử dụng cái kia, chọn nguyên liệu vô cá và chiên cá như thế nào cho phù hợp. Khi mình bước xuống, mình đã là nghe theo anh Nguyên Khang giúp đỡ Đại. Cái món này từ xưa đến giờ mình chưa bao giờ nấu và cũng chưa bao giờ thử luôn. Khi mà giúp Mika nấu thì chỉ nhớ về cái hương vị mà mình đã thử, thì làm theo sự bách bảo của bản năng. Trời ơi, thôi, ít muối. Một nửa muỗng thôi. Nó mặn. Ê, nhiều. Dạ. Nửa muỗng thôi. Nó mặn. Cái gì vậy? Trời ơi, quá rồi. Nóng lắm thì... Nóng thì mới chiên được chứ. Con cái này chết luôn. Sao cái chiên đi. Ê. Dầu sôi mới cho vào. À vâng. Ổn rồi anh Khang ơi, để em lên ngồi với anh nha. Trời ơi.
Em biết tại sao anh Khang thấy thương rồi. Hoàn toàn không nhận ra cái bếp của Nhập Gia Tùy Tục luôn. Cháy, cháy rồi, chở chả ngồi được. Ủa sao ba vị giám khảo lại hướng dẫn thí sinh? Không có nghĩ về cái chiến thuật gì hết. Khi mà mình ngồi ở dưới, mình cảm thấy là cái món ăn Mika đang làm nó đang có một chút thiếu. Mình giúp được những cái gì có thể nằm ở trong cái tầm thời gian đó và trong cái khả năng của mình thôi. Wow, thơm quá, thời quá. Thời gian hỗ trợ của Tina. 3, 2, 1. Hết giờ, mời Tina quay trở về đây. Hết thời gian rồi á. Hết giờ đó. Cảm ơn Tina giúp tay nhá. Thơm quá. Thơm quá đúng không? Thơm quá dạ. Mình kìa người ta thơm lắm luôn á. Nhờ cái vị của mắm tôm nên nó dậy mùi lên rất là nhiều. Chị đã làm sẵn như thế này nha. Cho cái này. Ừ, cho cái này rồi. Ok. Em ướp lại rồi nên mới nó mới thơm. Nó mới dậy cái mùi lên. Vậy thì có chị Chi để giúp Mika nấu ăn món này rất là vị hương của người Việt. Mika không có giả ra mà Mika sắc nhỏ xong cái bỏ nó vô. Nó không ra đâu. Nó không có mùi. Phải lấy cái nước nó thì nó mới thơm được. Lấy một miếng cá ra tự thử. À tự á? Nếu cảm giác là nó chưa chín là lấy... nó chưa chín. Còn nếu như nó chín là nó chín. Ok, như thầm ăn như thế thì rất là nguy hiểm. Ăn rất là nguy hiểm. Thôi. Bên đây cái cảm giác nó an toàn nè. Thơm quá. Ok. Thơm quá. Chứ anh thấy nấu ăn mà như cuộc chiến vào bếp vậy đó. Ôi trời, chết rồi. Rồi anh đi. Cá sắp khét rồi đó. Con cá đây thôi. Trời ơi, con cá nó đen thui. Trời ơi, con cá mà ổng lâu kìa. Con cá mà ổng lâu kìa. Ok. Anh đã khá là căng thẳng và một chút áp lực. À, cho nên anh đã làm rất nhiều điều nhưng mà chắc là làm khá là sai. Ủa làm gì á? Pha mắm tôm với cả bỏ vô cái chén nhỏ thôi. Nhưng mà cái này nhiều lắm. Đúng rồi, không được, bỏ vô cái chén nhỏ là được rồi. Bà chỉ cần bỏ vô cái chén nhỏ thôi. Cái miếng chanh bự dữ ha. Trời ơi, bỏ hả? Bỏ đầu phòng vô đó được. Trời ơi. Bên nước mình có một câu ấy, mắt của mình cũng ăn cùng. À hiểu. Ví dụ nhá, kiểu mình muốn ăn gì nhưng mà nếu cái này không có ngon ấy thì mình không ăn được. Hiểu. Và chúng ta còn 10 giây cuối cùng. 4 đầu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Xin cảm ơn cả hai nhóm bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần Lên Mây. Từng nhóm chúng ta sẽ thuyết trình sao cho thật ấn tượng về món ăn mà bạn đã thể hiện. Phần tiếp theo đó là phần mà các thành viên trong ban giám khảo sẽ chia sẻ cảm xúc dựa trên các yếu tố, đó là hương vị, quá trình chế biến và cách trình bày. Trong hoạt động này chỉ có một nhóm chiếm ưu thế hơn, nhận được 3 viên kim cương. Bạn sẽ được cộng dồn với số kim cương đã được tích lũy ở các hoạt động trước đó và quy đổi thành giá trị tiền thưởng. Nhóm của Đại ơi và Tina, chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần thể hiện của mình nha. Xin mời. Tất cả bộ áo dài Việt Nam nhìn trông rất là thú vị. Bởi vì trước đây, ngày xưa vân vân, thời chưa bao giờ có người hỏi mặc những đồ như thế. Chú em hỏi trong cái này trông ngon không? Nhìn cái cách trình bày nó khá là đặc biệt, nhìn nó như ngọn núi Thái Sơn vậy đó. Xung quanh là lá giống như là rực. Thực ra nha, thì em đã nấu ăn cái này lần đầu tiên. Cái này, món ăn này thì không phải là một món ăn rất là khó nấu. Nó khá là đơn giản. No. Thật đối với Mika không chưa bao giờ nghĩ món ăn Việt Nam là đơn giản. No. Cái việc nấu ăn nó đúng là một nghệ sĩ, bởi vì các bạn rất tùy hứng. Các bạn có thể lựa chọn những cái loại gia vị nó theo một cái cách cảm hứng rất là khác nhau, không cần phải thứ tự đâu. Ít thôi nha. Nhiều quá. Đi qua đi ạ.
Nhưng mà cái này thì bây giờ có tất cả đồ hết đúng không? Mình sắp cháy miếng cá rồi, mình quên ăn rồi, quên ăn rồi, quên ăn rồi. Không phải, đây là kiểu vẫn tập trung. Không, tập trung nhưng mà mình vẫn phải làm. Thế à? Về món ăn này á thì nó khá là đậm đà. Đây là món ăn của cá nước ngọt. Nhưng mà tôi cảm nhận được nó chính là cá biển. Tôi nghĩ món này không cần mắm tôm nữa. Tôi nhìn các bạn cho muối vào như là chúng ta đang chỉ huy dàn nhạc. Thì tôi nghĩ là món ăn này nó thấm đượm sâu sắc. Là mặn lắm. Là mặn lắm. Mặn lắm á. Hồi nãy là trong quá trình nấu là có nghe Tina la một cái á lên, có phải là cho quá nhiều muối không? Cho thêm bột nêm nữa. Đỡ muốn thôi. Có một điều mà tôi thấy được, bạn đã nêm nếm khá là đủ cái gia vị riền mẻ rồi nghệ ở trong cái món ăn của mình. Tôi phải gửi cái lời khen là các bạn đầu tư trang trí của các bạn về cả trang phục và cái đồ ăn này, nó rất là đẹp. Tại vì đây là lần đầu tiên vào bếp nấu một cái món gọi là xa lạ luôn, mà đặc biệt là bạn cũng không có thích mắm tôm cho lắm mà bạn lại có thể chế biến một món mà chấm mắm tôm như vậy, phải gọi là thành công. Tina đã hỗ trợ cho Đại và em cũng đã giúp bình ổn được cái trận chiến của chúng ta tại cái khu vực nấu ăn. Cảm ơn em rất nhiều. Và như vậy là chúng ta đã cùng nhau thưởng thức cũng như là chia sẻ những cái cảm nhận ban đầu khi trải nghiệm thành phẩm đến từ Đại ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của nhóm Mikachu và Uyển Chi. Mika muốn lắm một món khác với món của anh Khang để thay cái kiểu pháp của Mika, cho nên mình bỏ thêm tỏi, tím. Rồi tất cả hiện nay Mika rất là stress. Mà cảm thấy rất là tự hào bởi vì hôm nay Mika và chị Chi là lần đầu tiên mình nấu ăn với nhau, cho nên đây là một kinh nghiệm rất là top đảo, thú vị. Voilà. Chá ca của Mika cùng không cần mắm tôm. Không cần chấm mắm tôm, thử như thế nào nha. Tôi có cảm giác là cái cách trình bày nó rất là đẹp mắt, khá là giống với lại cái phần trình bày trước đó của nhà hàng. Mika nghĩ là làm trang trí đẹp đấy là nét của Mika. Mika là một người là làm cái gì thì phải cố gắng làm hết sức. Khi mà chúng ta gắp cái miếng cá lên á, miếng cá nó vẫn còn vàng ươm, nhìn rất là bắt mắt. Đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng của cái món chả cá này. Bạn biết sáng tạo thêm vào những cái gia vị nêm nếm. Có một điều tôi rất là thích ở cách nấu ăn của Mika, đó là bạn rất điềm tĩnh trong cái việc nấu ăn. Khi mà chúng ta thả được cái tâm của mình vào trong cái món ăn á, thì cái người thưởng thức mới cảm nhận được trọn vẹn cái tình cảm mà mình dành cho cái món ăn đó. Hôm nay Mika khi nấu ăn, Mika nấu ăn rất là bình yên, rất là im lặng, bởi vì mình muốn tập trung. Đấy là sự lựa chọn của mình. Bản chất cá lăng là đã ngon rồi, béo, thơm, mềm. Cái món này là chỉ cần mình nêm nếm gia vị đúng chuẩn một cái thì nó sẽ cực kỳ ngon luôn. Thật ra là mỗi một người đều sẽ có một cái phong thái khác nhau trong cái gian bếp của mình. Bên đúng đây rần rần rất giải trí và bên đây rất là chill. Và Lập đều thích những cái đặc điểm đó khi mà các bạn mang đến. Và như vậy là chúng ta đều đã được lắng nghe những cảm nhận đến từ các thành viên trong ban giám khảo. Bây giờ thì hãy cùng đến với phần công bố kết quả. Khi đến với phần kết quả thì chắc chắn là giám khảo đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, anh Nguyên Khang cũng sẽ có đôi lời chia sẻ đến với hai nhóm bạn đã tham gia và lăn xả hết mình trong hoạt động nấu ăn vừa rồi, đúng không ạ? Có thể chúng ta nói rất nhiều điều về món ăn của mình, nhưng mà nếu như khách quan hãy để người khác nói về và làm về món ăn đó thì nó mang tính thuyết phục nhiều hơn. Và chả cá Lã Vọng là một trong những cái món ăn như thế. Tôi biết rằng đây là những cái lần đầu tiên các bạn trải nghiệm về việc nấu ăn, nhưng mà các bạn làm quá tuyệt vời. Các bạn làm trên sức tưởng tượng của tôi. Xin được cảm ơn Mikachu, cảm ơn Nguyễn Chi, cảm ơn Tina và cảm ơn bạn Đại, bởi vì các bạn đã giúp cho tôi giới thiệu món chả cá Lã Vọng này đến với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Dạ, xin được cảm ơn chia sẻ đến từ anh Nguyên Khang. Và bây giờ chúng ta đến với cái giây phút quan trọng nè, là trong hai nhóm bạn sẽ có một nhóm bạn chiếm ưu thế hơn ở hoạt động nấu ăn và nhận được giải thưởng, đó là 3 viên kim cương. Dạ, bây giờ ai sẽ là người làm cái công việc hơi khó khó này đây ạ? Chúng tôi không nói nhiều nữa, nãy giờ nói quá trời rồi. Chúng ta làm hành động đi ạ. Hành động như thế nào anh? Chúng ta sẽ nghiêng về cái người mà chúng ta chọn trong cái ngày hôm nay. Nếu như là của Đại á thì là mình sẽ xoay qua đây, còn nếu như là của Pikachu thì mình xoay qua đây, được không ạ?
Rồi, nhất trí. Không dám nhìn, Pikachu không dám nhìn. Không dám. Rồi, giám khảo sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng. 3, 2, 1, xin mời kết quả. Có thể em Mika không làm theo recipe truyền thông của mọi nay. Thật sự cảm thấy rất là bất ngờ khi giám khảo nói là mình đã thành công rồi, mình đã thành rồi. Ba viên kim cương sẽ thuộc về Pikachu và Uyển Chi. Kim cương dành cho nhóm của mình. Chiếm ưu thế ở hoạt động vào bếp, các bạn nhận được 3 viên kim cương cộng với số kim cương tích lũy ở các hoạt động trước đó là 3 viên kim cương. Tổng cộng chúng ta có 6 viên kim cương và quy đổi ra giá trị tiền thưởng là 6 triệu đồng. Wow. Câu chuyện của nhập gia tùy tục ở đây đó là chúng ta sẽ giới thiệu với bạn bè quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam có thể khám phá và trải nghiệm nhiều hơn về văn hóa Việt Nam thông qua những món ăn đặc sắc. Không có thắng và thua gì cả, bởi vì ai đến đây cũng có niềm vui, ai đến đây cũng có những trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Vậy nên từ phía gia đình nhập gia tùy tục cũng xin phép được gửi đến hai nhóm bạn những món quà vô cùng đặc biệt từ gia đình nha. Xin mời cậu Út ạ. Nhà bạn Đại ơi và Tina sẽ có huy chương bạc. Nhà của Pikachu và Uyển Chi sẽ có huy chương vàng. Và hy vọng đây cũng là những cái kỷ niệm chương mang lại thật nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ khi các bạn ghé lại nhập gia tùy tục nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Có vui không? Vui mà, vui thật. Vui như Tết luôn. Vui như Tết luôn. Thế thì bây giờ có thêm quà thì vui nữa không? Vậy thì xin mời quà tiếp đến ạ. Quá trời quà khi mà đến với căn nhà hôm nay. Cảm ơn chị nhá. Wow. Đây chính là bộ 14 món gia vị đến từ DH Foods dành tặng cho hai nhóm bạn ngày hôm nay. Dạ, và một lần nữa cảm ơn hai nhóm bạn Pikachu, Uyển Chi cùng với Đại ơi và Tina, và đặc biệt là anh Nguyên Khang đã ghé lại tại nhập gia tùy tục. Và mọi người ơi, cứ mỗi tuần hãy tiếp tục cùng nhau khám phá những điều đặc sắc của đất nước Việt Nam nha. Còn bây giờ thì tất cả chúng tôi chỉ muốn nói một điều rằng, muốn ăn ngon thì nhớ ghé đến nhập gia tùy tục.